Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột vào hôm 9 tháng 12 năm 2020 đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả vô cùng bàng hoàng. Lễ viếng nam danh hài diễn ra hôm 12 tháng 12 năm 2020 cũng thu hút hàng ngàn người đến tiễn đưa. Ai nấy cũng bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ luôn mang đến tiếng cười cho khán giả. Thế nhưng, xoay quanh đám tang và sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài, không ít kẻ tìm cách trục lợi bằng việc cắt ghép hình ảnh, đưa thông tin thiếu căn cứ về người đã khuất nhằm câu view, thu hút sự chú ý. Trên YouTube, rất nhiều video đưa tin về đám tang nghệ sĩ Chí Tài nhưng lại cắt ghép, dùng hình ảnh đám tang của người khác. Đáng nói là những video này lại thu hút lượt xem khủng. Mới đây nhất, dân mạng truyền tay đoạn clip được cho là của một streamer khá có tiếng livestream nói về cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ với những lời lẽ khiến người nghe vô cùng bức xúc. Trên trang Facebook cá nhân, vào sáng 13 tháng 12 năm 2020, diễn viên Huỳnh Phương viết: "Hôm qua tới giờ lu bu nhiều việc nên ráng nhịn, hôm nay xong rồi thì bắt đầu tính tới chuyện cái thằng to xác kia. Mày thích livestream đúng không? Mày thích đem nỗi đau của người khác để câu like đúng không? Mày thích nói bậy đúng không? Còn tao thì thích đi tìm mày." Diễn viên Vinh Râu cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý: "Trời ơi, biết thì hãy nói chứ trời. Nói vậy tội chỉ, chúng ta lớn hết cả rồi mà." Dù không nói đích danh ai hay chuyện gì, nhưng bên dưới bình luận, nhiều khán giả đồng loạt nhắc đến kẻ đã nói những lời không hay về cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.